Ở Honey E phản đam khi chi tiền từ thiện lại bị chê bủn xỉn, khẳng định làm người nổi tiếng kiếm từng đồng vẫn khó. Dân tình thi nhau bênh vực nàng hậu. Cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Mỗi lần em đọc lại, em đều cảm thấy cực kỳ đau đớn. Khi mà mình quay những cái điều tiêu cực á, nó làm cho mình lại có động lực, có sức mạnh. Nhưng mà khi mà đọc lại những cái comment động viên của những người yêu thương mình á, quan tâm cho mình á, thì mình lại khóc. Lật tóc hoa hậu hoàn vũ thế giới, nhưng lại chọn sống giản dị chỉ tập trung làm việc và cống hiến. Tay bay vạ gió ai chê mặc chê, việc ý nghĩa vẫn làm. Một câu hỏi em chẳng thấy trả lời, người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình. From nothing, I'm here, I am, I can do, you can do it. Hoa hậu Hờ Henny E vừa đăng tải một bài viết mới trên trang cá nhân gây chú ý. Cụ thể, Hoa hậu Hờ Henny E công khai số tiền gần 85 triệu đồng của mình đóng góp cho một quỹ từ thiện. Chuyện không có gì đáng nói nếu như có một bình luận kém duyên chê bai bủn xỉn từ cư dân mạng. Bình luận đó cho rằng có gần 85 triệu cũng góp, đều quá trị. Các đại Hờ Henny E chỉ nhẹ nhàng nói rằng nhà ai có điều kiện sẽ thấy số tiền đó lớn. Còn với nàng hậu thì cô thấy số tiền đó ý nghĩa. Hờ Henny E cũng tinh tế hơn khi chia sẻ số tài khoản của quỹ từ thiện để kêu gọi người bình luận đó đóng góp. Thì dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra bênh vực nàng hậu sinh năm 1992, dân tình đồng tình rằng điều kiện mỗi người là khác nhau và cái gì xuất phát từ cái tâm thì đều giá trị. Dù bị mỉa mai, song Henny E vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nàng hậu cho biết thêm cô luôn muốn bản thân cố gắng nhiều hơn và có thể làm nhiều hơn nữa. Bởi lẽ thanh xuân thì chỉ có một nên cô hy vọng đủ sức khỏe để làm được nhiều việc. Bên cạnh đó, Hờ Henny E vẫn đang tiếp tục với các hoạt động ý nghĩa mà mình muốn thực hiện dành cho cộng đồng, xã hội. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô gặp trường hợp chê bai như thế này. Trước đó, trong một lần cô chuyển khoản 100 triệu cho một đơn vị cũng bị chê ống chê eo. Đối tiếp, Hờ Henny E cho rằng bản thân cô thấy kiếm từng đồng tiền quá khó. On set có khi liên tục 24 tiếng mới có kiếm được tiền. Tuy nhiên, cô vẫn khẳng định có ít mình làm ít nhưng mà đều thì cũng sẽ trở thành góc gió thành bão. Dù đứng trước nhiều lời ăn tiếng nói có phần tay bay vạ gió, Hờ Henny E vẫn chưa ngừng làm thiện nguyện. Trước đó, Hờ Henny E cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên kêu gọi quyên góp. Cụ thể, nàng hậu đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay quyên góp, ủng hộ người dân miền Trung chịu thiệt hại của mưa lũ. Làm việc bằng cả tâm huyết như vậy nên Hờ Henny E luôn được mọi người ủng hộ. Được biết, Henny E được khán giả ưu ái gọi là Hoa hậu quốc dân vì gắn với nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Trên trang cá nhân, nàng hậu thoải mái chia sẻ những bức ảnh mặt mộc, ăn mặc giản dị trong các chuyến từ thiện. Nhiều lần gác lại váy áo lộng lẫy, Henny E lại diện trang phục dân tộc, ăn uống và làm vườn vô cùng giản dị. Dù là nàng hậu gây được hiệu ứng tốt trong showbiz Việt, Henny E vẫn thoải mái chia sẻ những hình ảnh để mặt mộc, sinh hoạt đời thường. Chính vì những điều này, nhiều người lại càng yêu mến cô và tính cách của cô hơn. Dù đã ngót nghét gần 7 năm từ sau khi đăng quang, Hờ Henny E vẫn giữ được sức nóng của mình mỗi khi xuất hiện. Henny E vẫn giữ được một thân hình chuẩn. Cô không chỉ khỏe đẹp với làn da nâu sáng bóng, săn chắc mà còn vô cùng quyến rũ. Điều khiến cho Henny E trở nên đặc biệt hơn chính là câu chuyện đời của cô. Nàng hậu đã dám bước ra khỏi quan niệm của gia đình để sống với niềm đam mê của mình. Chính nhờ sự can đảm dám nghĩ dám làm, Henny E đã lập được những kỳ tích cho nhan sắc Việt. Nàng hậu sinh năm 1992 là người truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ. Bên cạnh đó, cô mang đến cách sống yêu thương và san sẻ cho mọi người. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!